Xin chào Minh ơi. Xin chào mọi người. Hôm nay thật. Hôm nay ăn cháo gà. Thật. Rồi mọi người ơi, hôm nay nhà mình sẽ ăn cháo gà kiểu Việt Nam. Đó. À, cái này là mình nấu, hôm nay là mình nấu rồi mọi người. Lâu rồi không ăn cháo gà tự nhiên lại thèm mọi người ơi. Mà không biết sao đó mình rất là thích ăn cháo gà luôn nha. Clip của mình có rất là nhiều clip ăn gà. À, mất chắc. Chồng mình ít ăn cháo, không có thích cháo nhiều cho nên là ăn ít, mình ăn nhiều. Với lại ở dưới mình có giá nữa, cho nên nhìn cái tô mình bự hơn cái tô chồng mình. Hôm nay á, mình làm đơn giản mọi người, không có rau thơm gì hết, chỉ có bắp cải với là củ cà rốt thôi. Tận dụng nhà có gì làm đó. Cái này đùi gà để cho treo con đi. Con thích ăn đùi mọi người. Đó. Cho đi ra trời. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Chồng mình không ăn nước chấm cho mình để bên đây nha. Để nhiều chị em không biết nó, mình không để bên đây cho chồng mình chấm cùng á. Nói chung là ăn món nào thì ăn ngon thì cũng ngon thiệt, nhưng mà cũng nhớ món Việt Nam mà mọi người. Ngon hết. Ngon không? Ngon không? Ngon. Hết chết. Hôm nay bên đây trời mưa mọi người. Trời mưa mà ăn cháo gà là phải nói là nó cái bio nó nè là mày. Chai cơ. Nặng kìa. Ăn nhiều cái cánh cho có nhiều ghệ. Người hàng tao nói ăn cánh là có nhiều ghệ mọi người, có nhiều vợ nhiều ghệ. Hàn Quốc 에서 다리 먹으면 방을 비친다. 그러니까. 많이 먹어. 배트 사람도 그래? 아니. 많이 먹어. 그 애 많이 생겨. 응? 날라가야지. 애 많이 생겨. 아! 하야하야. 간 mọi người thấy gan không? Mình nói là ăn nhiều cánh cho có nhiều ghê nha. Ừ đó mọi người, ừ đó. Gan lắm. Cũng như ở Hàn Quốc nha, là người yêu á với nhau mà không có được tặng giày dép đâu, nếu mà tặng giày dép thì nói là sẽ đi luôn. Mày nè. Con gà này mình mua con gà chạy bộ, nó dài nhưng nó không có ngon bằng con gà chạy bộ ở Việt Nam mình mọi người. Con gà tre hoặc con gà chạy bộ mình nuôi Thái Dương thì gà Việt Nam mình thì nói chung là nó quá tuyệt vời rồi. Nó gà này là nó ngon nhất ở Hàn thôi, nhưng mà so với Việt Nam mình là nó không có là cái gì hết, nó không bằng. Da nó cũng không vàng. Cái bò bà, ngon. 진짜 맛있어. Tự nhiên làm lãng xẹt trời. Ăn cháo gà với Việt Nam mà chấm tương ớt.
Một tháng mình ăn 20 ngày gì, cháo gà cũng được luôn á. Sao mình thích vậy luôn. Nhà mình thấy chồng mình dễ ăn không? Món nào ăn cũng được chưa? Trừ nước mắm thôi. Cảm ơn. Gà bên đây ghẻ lắm mọi người. Nếu mà con gà thả vườn vậy á thì nó hơi mắc thôi, còn mà nếu mà con gà bình thường mà người Hàn ta hay ăn á, tại người Hàn không phải là lúc nào họ cũng ăn gà này đâu, họ ăn con gà bình thường là có hơn 100.000 thôi, khoảng 140.000-150.000 thôi một con gà, mà khoảng cũng cả ký á. Đó, gà bên đây nó không mắc bằng thịt heo, thịt bò à.너 이게 너 망고 이렇게 갈아서 넣으면 어때? 응? 망고 넣어서 먹으면 어때? 망고? 응. 망고 요리도 있어. 뭐 있어? 이거 먹어. 저 mình hỏi là bào trái xoài á qua đây như thế nào? Cũng có gỏi xoài đó mọi người. Thay 이런 베트남식으로 아니면 한국식으로 어느 거 맛있어? 비슷해? 근데 이거 달라잖아. 다 맛있어. 하나만. 닭은 이거야. 베트남은 맛있어? 똑같아, 다 맛있어. 하나만. 닭은 뭐 어떻게든 먹어도 맛있는 것 같아. 근데 이거 없잖아, 한국 만들어만. 한국 요리 없지? 응. 그러니까 đúng là hỏi câu hỏi khó. Mình hỏi chồng mình á, cháo gà kiểu Hàn Quốc với lại cháo gà của Việt Nam, cháo gà nào ngon hơn? Chồng nói giống nhau, cái nào cũng ngon hơn. Tại đâu biết trả lời sao đâu mọi người, tại vì không lẽ chê cháo gà Hàn Quốc không ngon, cháo gà Việt Nam ngon hơn, mà không lẽ nói cháo gà Việt Nam không ngon mà cháo gà Hàn Quốc. Đó, tự tôn dân tộc. Chứ mà nếu không tự tôn dân tộc thì nó cháo gà Hàn Quốc ngon, cháo gà Việt Nam ngon hơn rồi. Tại vì đang quay mà, đang quay clip tất nhiên là phải nói vậy rồi. Nhưng mà chồng mình tự tôn dân tộc là nói hai thứ cùng lúc cùng ngon. Còn 3 ngày nữa là tới ngày ăn gà của Hàn Quốc rồi mọi người. Nhưng mà mình không có để ý á, cho nên hôm nay mình ăn rồi. Thôi kệ, ăn trước luôn. Tại vì ngày ăn gà Hàn Quốc là giống như ở Hàn Quốc á, cái mùa hè là có 3 ngày, giống như là ngày đầu tiên, ngày giữa và ngày cuối là vào mùa hè á, là ngày nóng á mọi người, ngày rất là nóng. Cho nên là người ta ăn gà nè, ăn thịt chó nữa nè đó, hoặc là ăn dưa hấu. Nhưng mà người Hàn thì có người ăn thịt chó, người không, mà người không ăn thì nhiều lắm. Người ta ăn gà là nhiều nhất, chứ là ăn trái cây là ăn dưa hấu thôi.
mà mình không để ý, bữa nay mày ăn rồi. Hay là hôm đó làm gà nữa. Gà là phải ăn gà nấu cháo, chứ không phải là gà chiên nha. Gà nấu cháo hoặc là gà hầm xăm. Gà hầm xăm. Đó. Thôi để bữa đó ăn bữa nữa. Dù sao mình cũng thích ăn gà. Cái này tôm mà có cả. Đây là 베트남에서 닭 먹고 한국에서 먹는 거 비교. 한국에서 먹는 게 더 좋아. 얼굴이 없으니까는 불쌍하지가 않아 좀. 근데 자꾸 눈이 마주쳐 나를 쳐다봐봐. 이러고 봐. Trong mình nói ăn gà Hàn Quốc với ăn gà ở Việt Nam á, ăn gà Hàn Quốc thấy ngon hơn là tại vì ở Hàn Quốc người ta làm gà người ta bán, người ta chặt bỏ cái đầu á mọi người, người ta không có bán cái đầu. Ở Việt Nam mình thì đa số là làm gà xong rồi mình chừa cái đầu, cho nên là mỗi lần dọn lên thì thấy cái đầu nó dòm gì nè, thấy tội nghiệp. Còn hai cái đồ nhâm nhi ly rượu đế. Oh, phải rồi. Cô Xuân hâm béo. Nuga? Cái Xuân hâm béo. Đây cho kìa. Nuga? Này á? Na. Mình nói ra cái đồ này làm chai ngủ, làm chai ngủ sô chua chồng mình cười nhăn nhở, tại không tin mình nhậu. Bữa nào mình nhậu bữa mình nhảy múa bữa cho sợ, ở Việt Nam làm bữa rồi, và Tết về Việt Nam làm lần rồi chưa sợ. Ta chú mất suy sơ thật chú mà để sô chua hân trần rồi. Hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.